Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn bộ cổng nhôm đúc kết hợp hàng rào nhôm đúc dành cho những cái building. Thì cái thiết kế của cái cổng nhôm đúc và hàng rào nhôm đúc dành cho building thì nó có cái sự khác biệt gì so với những cái cổng nhôm đúc và hàng rào nhôm đúc dành cho biệt thự hoặc là khu nghỉ dưỡng? Thì sau đây là mình sẽ phân tích với các bạn về cái tổng quan để các bạn có thể dễ hình dung về cái thiết kế trước đã. Đầu tiên thì khi thiết kế cổng nhôm đúc cho cái building thì thường là các building có cái độ cao hơn rất nhiều so với các biệt thự, và chính cái độ cao đó là nó có cái điểm mà mình phải để ý để mình thiết kế cái cổng nhôm đúc. Thường cổng nhôm đúc cho building thì các bạn không nên thiết kế là cổng dưới là có mái. Nếu mà có mái như vậy thì là nó cái mặt chính cái mái đấy là nó che đi cái building rồi đấy. Và nó cái mái đó là thường là theo cái những cái kiến trúc của phương Đông đấy. Khi mà kết hợp vào đây thì nó sẽ không phù hợp, nên các bạn để ý và tránh cái điểm này ra, đừng thiết kế có mái cho cổng với những cái tòa nhà building đấy. Về tòa nhà building thì thường là có mang cái nét hiện đại và mang cái hơi hướng phong cách của châu Âu. Thì chính vì lý do đó thì các bạn cũng nên chọn những cái bộ cổng và có cái thiết kế tương đồng. Ở đây chính là cái bộ cổng Buckingham. Đây là một cái bộ cổng theo thiết kế của cung điện hoàng gia Anh. Thì nó dùng cái điểm nhấn chính là cái con ngựa và con sư tử làm phù điêu. Thì chính cái điều này làm nó rất là phù hợp. Đấy, ví dụ đây và đây thì mình có thể phân tích cụ thể cho các bạn. Đây, cái phù điêu Buckingham thì bên mình đã thiết kế cái cổng này cho cái building. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó gồm một con ngựa có bò, một con sư tử bên cạnh và ngược lại bên trên vương miện. Đây là cái vương miện, các bạn nhìn thấy cái vương miện chưa? Một con sư tử trên vương miện thể hiện cho cái sự quyền uy, sự hoành tráng của cái ngôi building này. Đấy. Và thường thường building thì là có cái sự ra vào rất là nhiều. Đấy. Cho nên chính vì lý do đó là bên mình có thiết kế thêm cái phần motor tự động. Đây là cái phần motor tự động để điều khiển cái cổng này. Đấy. Chứ không thể là lúc nào mình cũng đi ra đi vào để đóng cái cổng này được. Đấy, để nó thuận tiện thì bên mình đã thiết kế thêm cái phần motor tự động này. Cái phần motor tự động này thì có thể là kết nối qua internet và các bạn có thể đóng mở qua cái điện thoại hoặc là cái remote. Đấy. Và phía bên trên đây chính là cái cánh đại bàng. Các bạn nhìn thấy cánh đại bàng chưa? Đấy. Đôi cánh đại bàng cho bộ cổng tạo nên cái sự may mắn, tạo nên cái sự vươn tầm cho gia chủ, cho người làm ăn. Đấy. Nếu mà các bạn mà có nhu cầu làm một cổng nhôm đúc cho các cái building thì có thể liên hệ với công ty Nhôm Đúc Nam Định theo số điện thoại là 0946 266 860, thì chúng tôi sẽ tư vấn lên thiết kế hoàn toàn cho quý vị và các bạn. Xin chào các bạn.